Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sử Của Gia Gốc. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022. Thì em Biện đang rất được vinh dự, đang đi bàn giao một đơn hàng là của bác Phương. Thì bác Phương có địa chỉ là xóm Xó, Phụng Công, Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thì là bác Phương sáng sớm ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ấy, thì 6 giờ đã có mặt tại cơ sở để đến xem và tham khảo, đã mua bên cơ sở là một bộ hoàng gia hàng VIP và kèm với đó là một chiếc kệ TV Louis. Và hiện tại là cũng rơi vào là hơn 1 giờ rồi. Thì bên em vừa mới bàn giao xong và giờ các bác hãy cùng với em đi vào bên trong ngắm cái không gian và cái phòng khách của nhà bác Phương. Đấy, xin mời các bác. Các bác mà xem được video của bên cơ sở như em thấy hay, các bác ủng hộ cho bên em bằng một nút like và một đăng ký kênh nhá. Đây là không gian nhà bác Phương này. Và vừa rồi thì bên cơ sở như em vừa mới lắp ráp kê xong cho bác Phương là một bộ hoàng gia và một chiếc kệ TV. Đấy, thì đây là bác Phương. Bác Phương chủ nhà đây. Thì bác Phương cho cháu xin đôi lời cảm nhận về cái bộ sản phẩm của bên cơ sở cháu giao cho nhà mình. Cái chất lượng này và thế cái giá cả bác thấy như nào? Bác cho cháu xin đôi lời cảm nhận. Tôi thì đưa xem trên kênh YouTube của tôi ghi à. Vâng. Thì là rất là nhiều. Vâng. Và tôi thấy là ở cái khu là tập đoàn đồ gỗ Thiên Phú làm là chất lượng. Thế là nên là sáng sớm hôm nay là tôi là lên là tôi lấy một bộ. Thế là nên mà lên trên là anh em là rất là nhiệt tình, phục vụ. Thì bác thấy và như thế là trên trên đó là rất là nhiều đồ, rất là nhiều thích chọn thoải mái, muốn lấy bộ nào thì lấy. Bác đến sửa chó thì thấy cái sản phẩm này với cả cái sản phẩm này thì cái sửa của chó nó rộng với cả là cái giá cả của nó hợp lý. Trên tập đoàn Thiên Phú thì cái xưởng này rộng hơn 1000 m². Và cái giá thành? Giá thành thì nó coi như là nó hợp lý. Và tôi đã đi tham khảo nhiều nơi rồi. Và bác Phương ấy là đêm hôm qua mọi người nhá, đêm hôm qua là xem một xem livestream cơ sở thì mó quá, sáng sớm hôm nay 6 giờ sáng đã đến có mặt tại cơ sở rồi các bác. Đấy, để vào xem sản phẩm bên cơ sở anh em và đã chốt một bộ hoàng gia và một chiếc kệ cá hoàng VIP. Đấy, thì là cháu xin là thay mặt cơ sở cháu xin chúc gia đình của mình gặp thật là nhiều may mắn và mạnh khỏe thành công trong cuộc sống. Đấy, và giờ cháu sẽ xin review qua hai sản phẩm của bác nhé. Thì đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến các bác là một bộ hoàng gia của bác Phương đặt. Thì như trên mình các bác xem đây là bao gồm là 6 món, gồm cả lớn này và hai ghế đơn, một bàn to và một lưng kẹp ghế và lưng kẹp thấp. Bộ sản phẩm này thì cơ sở hiện làm là bao gồm là 6 món và làm cái thông số là đặt hàng VIP. Đấy, và toàn bộ là được làm với chất liệu hương đá nhé, hương đá hàng trương liền dày 10 này, trương liền dày 10 và bên cơ sở anh em hoàn thiện tinh kỹ. Đấy, trương liền cối đục là đục máy CNC sửa tay kỹ. Đây, tất cả đường nét chi tiết này bên em hoàn thiện tinh kỹ này. Thì các cái bộ sản phẩm như hoàng gia như này thì em đã giới thiệu rất là nhiều kích thước rồi. Vách thì bên cơ sở anh em làm vách xẻ nguyên một tấm dày 3 phân, hàng cực kỳ dày dặn. Vân veo thì tuyển chọn hàng đỉnh cao các bác. Vân veo là hàng tuyển chọn nhá. Và toàn bộ là ván mặt bên cơ sở anh em làm xẻ nguyên một tấm dày 2 phân. Vân bộ sản phẩm này thì đẹp thôi rồi các bác, hàng đỉnh cao. Ván mặt dày 2 phân. Và tê thì toàn bộ là tê đặc của các bạn. Tê đặc. Đấy. Tê đặc nguyên khối này. Đây sờ một miếng thín các bạn. Lì tít. Và chân em làm chân 14 các bạn nhá. Đấy, bác Phương đặt con đặt cái hàng chân 14. Cổ chỉ 34. Bộ này thì em làm toàn bộ là bên em làm là gỗ hương đá rồi. Bao gồm đây. Đến cái bàn lớn này. Bàn lớn thì bên cơ sở nhà em làm cũng là mặt dày 2 phân và cua tranh dày 4 phân. Bàn ngôn ngăn kéo ở đây. Các cái ngăn này ngăn kéo ở bên em làm đúng đầu thì các bạn nhá. Đấy, đúng mạng đầu này. Đấy, hoàn thiết kẻ bên trong để đồ rất là tiện. Và trong thời gian này với cơ sở thì em đang có chương trình là ưu đãi đặc biệt là khi mà khách hàng nào mua hàng với cơ sở thì em sẽ được tặng kèm theo là một combo khay trà bao gồm là một cái gà tàn này và được làm là gỗ hương đỏ các bác nhé, và một lọ đựng chè và một lọ đựng giấy và một lọ tăm, và đây là một cái khay trà và có tặng kèm theo đó là một bộ cốc để uống nước. Đấy là 6 phần quà cơ sở nhân thành đặt những cái hàng mua hàng cơ sở thì em chương trình ưu đãi. Và có tặng kèm theo đây trên cái mặt bàn là một kính bàn kính đôn dày 1 phân. Đấy. Và đến với sản phẩm thứ 3 và thứ 4 là hai chiếc kệ đơn này. Hai chiếc kệ đơn này cơ sở thì em cũng làm là hàng trương liền dày 10 phân. Trương liền dày 10 phân. Và vách cũng là vách liền dày 3 phân này, cho xem này. Hàng để chơi rất là dễ lau chùi. Vân veo tuyển chọn, tay toàn bộ là tay đặc rồi.
đấy, ván mặt giày 2, khuôn tranh giày 4, cổ chỉ 3 tầng chân, hoặc chân 14 như em giới thiệu đoạn đấy. Đấy, đây là chiếc đôn kẹp, đây sản phẩm thứ 5 này. Đấy, cũng là em tặng một kính bàn đôn nhá. Đây, bàn đôn nhân kéo này, hoàn thiện kẻ bên trong bàn kéo các bác nhá. Và toàn bộ là cổ chỉ 3 tầng hết. Và cuối cùng là một chiếc đôn thấp này. Đôn thấp, toàn bộ cũng là ván mặt giày 2 và khuôn tranh giày 4. Và cái bộ sản phẩm Hoàng Gia hàng VIP Hương Đá này thì bên em đang công khai báo giá là 75.800 các bác nhá. 75.800. Đấy là giá của sản phẩm Hoàng Gia này. Kèm theo đó thì bác Phương có đặt thêm là một chiếc kệ TV Louis gỗ hương đá dài là 2m4 các bác ạ. Và toàn bộ là hàng đặt các bác nhá. Gỗ hương đá hàng đặt. Cái ván mặt em làm là xẻ nguyên một tấm. Đây. Anh camera quay lại gần cho xem. Ván mặt xẻ nguyên một tấm và vân veo tuyển chọn cực kỳ đẹp, dày là 1/8. Khuôn mặt em dày là 4 phân này. Khuôn mặt dày 4 phân. Tất cả cái ván cánh này em làm dày là 3 phân nha các bác nhá. 3 phân. Và khuôn cánh dày 4 phân này. Khuôn cánh dày 4 phân, hàng cực kỳ dày dặn và kể cả bên trong hoàn thiện hết này. Chiếc kệ TV Louis hoa hồng này thì bây giờ sở em đang bán với giá là 16.800 các bác nhá. 16.800 là giá hoàn thiện tinh kỹ. Một chiếc kệ TV kê vào bên trong phòng khách của nhà bác Phương nhìn trông rất là hợp và sang trọng. Thì hai cái sản phẩm này các bác sẽ trên kê chiếm diện tích khoảng là 15-16m2 các bác nhá. Thì mọi người mà quan tâm hai cái sản phẩm hàng đặt như của bác Phương đấy, muốn tư vấn và muốn đặt hàng trực tiếp, hãy liên hệ qua hotline số điện thoại Zalo của em để trên màn hình là 0886 25 0000, hoặc là muốn đến trực tiếp cơ sở thì em thì hiện chỉ thì em đang trưng bày sản phẩm ở cơ sở 1 ở cách cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Hãy qua thì em có từ mộc cho nên hoàn thiện cho bác qua xem. Còn chế độ bảo hành với cơ sở thì em khi mua hàng bên em sẽ bảo hành cho mọi người 10-15 năm về chất lượng sản phẩm. Còn các bác nào mà có địa chỉ ở gần nhà bác Phương thì có thể là qua trực tiếp với bác Phương để xem và tham khảo hai sản phẩm này. Cái địa chỉ nhà bác Phương thì em đang quê là tại xóm 6 Phụ Công, Quỳnh Hộ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đấy, mọi người có thể đến trực tiếp với bác Phương để xem các bác nhá. Đấy, em xin công khai báo giá với bác lần nữa là một bộ Hoàng Gia hàng VIP 6 món này, hàng trương giày 10, vách giày 3, tay lặp nguyên khối, mặt giày 2 và khuôn tranh giày 4, chân 14 này. Thì bên em đang bán với giá là 75.800 nha các bác nhá. Bán cho bác Phương là 75.800. Và kèm theo đó là một chiếc kệ TV Louis hoa hồng gỗ hương đá hàng đặt này. Thì bên em cũng làm là hàng đặt nhá. Hàng mặt giày 1/8 và khuôn giày 4 phân, khuôn cánh giày 4 và ván cánh giày 3. Bên em bán là 16.800. Đấy, mọi người quan tâm thì liên hệ qua hotline trên màn hình. Và các bác có những bình luận, góp ý kiến gì, các bác comment ở dưới phần bình luận để kiếm giúp em. Mọi người quan tâm hai cái sản phẩm này thì liên hệ qua hotline ở trên màn hình. Và em xin cảm ơn tất cả các bác đã có chút thời gian để xem hết video clip về bên cơ sở của em. Và em xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Xin chào.